xong nữa thì bắt buộc phần bắt buộc thì cái này nó để cái nó không khác gì bằng tên đúng không, bằng tên không. Nhưng bây giờ nhá, đơn giản thôi, nó đầu tiên mình cứ làm theo đúng thủ tục đó, ai sẽ đặt ID cho cái thằng bắt buộc này trước. Nhập phá này đấy. Thế quên Hello phát này. À, vẫn đúng thủ tục trước, vẫn làm được, mình sẽ làm đúng thủ tục đó trước. À, được chưa? Ctrl D. Đấy. Copy này. Paste này. Ctrl C này. Sang này anh. Ctrl V tiếp. Đấy, ok chưa? Đấy. Thì đơn giản thôi, xong đấy xong rồi, sau đấy xong rồi, ở đây bên này nhá. À đấy, có ừ đấy, quên ánh xạ. Ánh xạ của nó này. À, ánh xạ xong rồi đó. Thì anh sẽ copy ít lên thằng này. Đấy. À, quên anh bảo nhá. Cái như vừa ấy bọn em có thể bọn vừa ấy bọn em ở đây là bọn em ở đây là những kiểu là ở đây là mình check ngang luôn đúng không, check ngang cho tệ đúng không. Đấy thì hoàn toàn bọn em có thể sử dụng cái thằng master này, parent này cho cái thằng này. Ok, thì cái này sẽ là bài tập cho bọn em, ví dụ như kiểu bọn em bây giờ anh cần yêu cầu là tên chỉ được phép có 5 ký tự thôi và không được phép có số. Đấy. À, không có số, à, không có số thì mai hai đứa có thể về nghĩ ra cái chuỗi quy tắc làm nào cho nó hình thị. Đấy, hiểu không? Thì nếu như dùng cái thằng này có vẻ code nó sẽ ngắn gọn đi rất nhiều. Đấy, tất tần tật nó thông qua bố một thằng này rồi, thông qua đúng một thằng này rồi. Đấy, nó không nhất thiết không phải làm gì cả, không chỉ làm gì nhiều cả. Thì cái thằng xử email này đơn giản nhá, gọi là copy easy này, bên này xử lý. À, thì ông bây giờ cái ông hiển thị lỗi không phải là cái ông này nữa mà là cái ông văn quốc. Anh sẽ copy đây, tạm thời sửa cái text ở đây sẽ là i mà hay là chưa không đúng định dạng. Không đúng định dạng này. Đó, email không đúng dạng đấy. Tiếp theo ở đây là pass sai, pass không đúng dạng tiếp. Đó, ok, đơn giản thôi. Bây giờ đơn giản là email của anh là Java file email thì anh sẽ ghi là password. Đó. Và công việc nữa là anh sẽ check đây. Hôm nay là anh sẽ kiểm tra xem là đây có nhiều chỗ lắm. Nó giải thích là thằng này ô có tâm vãi bảo sao được 317 chỗ là đúng rồi. Nó giải thích là start string cái này là bắt đầu thì có thể là string nha. Đấy, tiếp theo đó là tiếp theo là mỗi số phải xuất hiện ít nhất một lần này đấy. Đấy, có nghĩa là cái ký tự số phải có ít nhất là một ký tự số, một ký tự trên tường và một ký tự trên hoa và một ký tự và chuẩn nha, chuẩn vãi ạ, đúng đúng ạ, rồi đúng ông này chắc thôi copy thôi về giải thích. Mình chỉ biết mình copy thôi đấy, đơn giản luôn. Nhưng mà bây giờ phải thử trước bởi vì là cái thằng anh chưa rõ cái thằng xử lý phát này là xử lý đúng định dạng hay là sai định dạng đó. Rồi copy paste Chắc này. đúng mà. Có nghĩa là phải đủ ít nhất là 8 ký tự. Nếu theo dõi đây là phải 8 ký tự. Mỗi ký tự phải có một số, một chữ hoa, một chữ thường, một ký tự đặc biệt. Đó, ok chưa? Đấy. Đúng nguyên tắc là phát luôn luôn ạ. Hay luôn. Chứ nếu như bây giờ mà kiểm tra nha, mình còn kiểm tra là ký các ký số phải xuất hiện một lần này. Phải nó lâu. Được chưa? Ký tự bình thường cũng phải xuất hiện một lần, ký tự kia phải xuất hiện một lần và phải có một ký tự kia đặc biệt. Anh sẽ lâu, anh làm này nó sẽ nhanh hơn.
đúng định dạng này. Đây, ví dụ chữ D. Bây giờ nhập ICBD bên ngoài. Du rồi. 95 9 này, 5 này. Một ký tự ấy này. Một ký tự đặc biệt này. Đủ 8 chữ ký tự chưa? Anh ơi, em đủ 8 ký tự rồi. Bên trong ký tự đặc biệt của nó không có ký tự là sao? Bên sao ký tự là xóa đi, xóa đi, xóa đi, xóa đi, xóa đi, xóa đi ạ. Nơi đơn giản này, du này, số này, số này, xong tiếp theo đó là số quả, số quả này, này. Một ký tự đặc biệt, anh sẽ cho ký tự A còng này, A còng này, đủ rồi đấy. Rồi, đúng chưa? Quan nhỏ. Yeah. Đấy, còn để giải thích của nó thì khá là nhìn nhàng đấy. Đấy, nhìn thằng này nhìn là phết đấy. Đấy, thì là có nghĩa đấy là cái cách là xử lý lỗi. Ok chưa? Dạ. Rồi, ok rồi. Ủi, hôm nay điện nạp cái API và đến 12 giờ rồi. Vãi, 12 giờ. Rồi, hôm nay xử lý giải thích mỗi hồi này mà lâu phết nhỉ? Nhìn vậy chứ không phải vậy. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Nhìn vậy chứ không phải vậy, đúng không? Đúng rồi, thế bảo là thế, bảo là Java luôn 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 luôn. Đây, ví dụ anh sẽ đăng nhập một tài khoản của anh thì anh gửi ra nó. Nó đơn giản thôi, nó sẽ có rất nhiều kiến thức hay ho về code cùng này kia. Đây là ví dụ như kiểu đây là scap thì mấy bằng Python này. Đấy, kiểu nó sẽ có một ông vài ông vài ông kiểu ấy, kiểu mấy ông chia sẻ kiến thức ấy, một ông nói chia sẻ kiến thức vào trong là đồng hay đấy. Không phải luôn á, thì đại khái không phải bốn cái thứ đây đơn giản nữa. Ví dụ như kiểu, để nó giải thích cái nào phát gấp ở trong Android, cái nào cũng phải nó đóng vào một thời gian sau nó tiếp khác đi nó vỡ mà. Dạ. Yeah. Còn nếu như mà đâu để xem có những cái bài thuộc dạng đặc biệt nha. Để xem những cái bài thuộc dạng đặc biệt nha. Bài này cũng chưa thuộc dạng đặc biệt. Thường thì có nghĩa là nó sẽ cái trang này là trang dành cho cốt, nhưng mà dành cho những ông nào có tiền cơ. Dành cho bọn không có tiền đâu. Đọc free nó chỉ cho free 1-2 bài thôi, xong rồi sau nó sẽ bắt bọn em update tài khoản đấy. Đấy, kiểu kiểu đấy. Đấy. Đây, tí anh cứ để anh gửi cho cả trang này, nếu như mà thích thì có thể vào trong này đọc. Hàng ngày có thể đọc trong này. Đấy. Còn hồi xưa bọn em bao giờ luyện cốt chưa? Luyện cốt trên trang này. Có đi thì thổ. Nghe thấy bao giờ chưa? Dạ, chưa. Có đi thì thổ. Đây, hôm nay là trang cốt đi rồi là dành cho cô đơ, dành cho các cô đơ thi đấu với nhau. Đấy, chương trình cũng là chương trình của ông nào mà chạy ngon nhất chẳng hạn, ngon nhất thì ông ấy thắng, chạy mất ít thời gian nhất thì ông ấy thắng, ra kết quả sớm nhất thì ông thắng. Đấy, thì hôm nay là đấy là cái mục đích của trang ấy nó sinh ra. Còn cái mục đích tham gia của mình thì có thể nhiều. Hồi xưa là anh tham gia vào đây để anh luyện cốt. Đấy, luyện cốt thôi. Hôm nay là nó có nhiều mục tiêu lắm, nhưng ở đây có thấy hai bỏ mẹ không cho nó nhập á, nhiều nhau á. Không biết được nhập vào Gmail ạ. Hình như cái tài khoản cũ của anh kia nó không cho anh nhập. Thôi anh nhập vào Facebook tạm vậy. Facebook tạm thì đại khái cho Facebook thì anh ít khi em thảo lắm. Đây từ đầu ngoài rồi. Nếu thì bọn em phải ở đây bọn em phải tham gia nhiều cái ạ. Ví dụ tôi cũng đơn giản như thằng này nhá. Có một cái kiến thức rất quan trọng ấy. Nói thì tôi quan trọng. Thứ nhất là thằng Intro, thằng Intro. Thứ hai là cái thằng Database. Chính xác là thằng database.
là tao biết là bọn em sẽ tập như kiểu tập sẽ lấy các câu SQL ấy, mọi người hiểu không? Đấy, bên kia doanh nghiệp sẽ dùng rất nhiều câu SQL mà để xe để xe đấy mà. Và sẽ đơn giản vào trong này thôi, bọn em phải thi các bài này. Rồi, chống rồi thôi, không đơn giản đâu. Để làm những bài số 84 cũng nên nhằn nhằn phết đấy. Cái link hồi xưa thì anh bỏ khóa full vào ngày rồi, cái link còn tầm nào thì bỏ khóa full vào ngày rồi. Còn cái link này thì để khái là thi thoảng vào cốt chơi rồi, thi thoảng vào cốt chơi bọn anh phải tham gia. Đấy, hoặc là như kiểu nó nhiều lắm, nó không phải là mỗi hai bộ này đâu, ví dụ sơ cốt là cái gì anh chưa tham gia, cốt chơi của bạn bè tôi cũng vào tham gia. Ông nào đấy? Vâng. Đã có ông nào đấy ông ấy tận đằng, bài đó tầng 57 rồi đấy, kiểu ấy. Đấy, thì bọn em ở đây anh gửi luôn cho bọn em trang này. Đấy, trang này là để trang để việc cốt là nhiều bài hay ho lắm. Dạ. Còn không biết ở trong mấy bọn em như nào, ở trong chứ ở chỗ bọn em có cái trường bưu chính viễn thông, bọn em biết bưu chính viễn thông không? Dạ, có nghe bưu chính viễn thông. Bưu chính viễn thông ở Hà Nội là cái trường người cái là chất lượng cốt, cái là chất lượng cốt đây từ bọn ấy ra, từ sở ấy ra, anh không biết bọn nó làm được gì, chất lượng cốt đây của nó ra, nó đứng đầu, tốt, đứng đầu Hà Nội luôn. Đấy. Đấy là, tức là, đấy là những cái, đây là những cái, đây là những cái phát triển kỹ năng cá nhân thôi, để đấy, cứ từ từ anh chỉ cho mấy đứa, có nghĩa là, kiểu đi ra trường, có những cái bằng mà lập trình viên cần có thì lương cũng sẽ khoảng tầm, thì lương cũng sẽ một đó, khi đi phỏng vấn một phát cái là lương cũng tầm 10 hay 15 à, đấy sẽ có khi nào chỉ cho mấy cái bằng hay ho lắm mấy bằng hay ho mình sẽ không dùng kiến thức để mình thi được cái bằng đấy mà mình sẽ dùng tiền để mình thi cái bằng đấy. Rồi, ok, hôm nay dừng lại đây nhá, bây giờ không muộn quá, hai đứa ngồi ngủ. Em còn nhớ cái này nữa. Thì bây giờ anh sẽ, đại khái là anh sẽ áp code của thằng này lên, ok chưa? Đấy, để cho mấy đứa đấy đọc. Đấy. Ủa trông thế mà nó phết nhỉ. Em sẽ sửa cái Gmail, em sẽ phá cái Gmail. Đấy. Chị. Xem coi thử được cái gì không? Còn bây giờ đây nhá. Hiện tại là anh đã làm sẵn cho đứa hai cái copy sẵn trên mạng hai cái thằng rồi, hai đang trên mạng rồi. Nhưng bây giờ đơn giản thôi, bởi anh copy trên làm bởi vì ngày bởi nó có. Còn cái thằng lên này thì bây giờ mình có thể nghĩ ra cho anh là dùng cái thằng master này làm nào để cho nó nhập nhập nhập